Con người sinh ra lớn lên cần phải lao động để làm ra tiền. Nhưng làm ra tiền nhiều để làm gì? Nên dùng tiền vào mục đích gì? Chúng ta hãy cùng nghe lời Phật dạy về tiền bạc bạn nhé. Người ta thường có câu đồng tiền đi liền khúc ruột. Tiền bạc là thứ không thể thiếu được, nhất là trong cuộc sống hiện tại này. Không phải tiền bạc là cuộc sống, nhưng trong cuộc sống cần có tiền. Tiền bạc của cải có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều nhu cầu trong đời sống của mình. Theo lời Phật dạy thì tiền bạc và tài sản là phương tiện để chúng ta sinh sống, phục vụ cho nhu cầu cá nhân, cũng để hoằng pháp lợi sinh. Người Phật tử nên có công ăn việc làm ổn định để nuôi sống được bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, cần phải lựa chọn nghề nghiệp chân chính, chứ không phải cứ làm ra tiền là được. Không nên làm những việc gây tổn hại cho xã hội, cho cộng đồng, cho nhân loại, như mua bán vũ khí, nô lệ, phụ nữ, các chất gây nghiện, gây sai, chế tạo thuốc độc hay trực tiếp sát sinh. Phải biết rằng, những việc vừa kể trên sẽ tổn hại đến âm đức, gây đau khổ cho bản thân và gia đình trong hiện tại và tương lai, gây nghiệp báo chẳng dễ dàng hóa giải. Hơn nữa, người Phật tử chân chính có lòng từ bi thương xót chúng sinh sẽ không vì lợi ích nhất thời của bản thân mà gây hại cho người khác. Đồng tiền làm ra không chân chính sẽ hại người, cũng hại chính cả bản thân mình. Đồng tiền phi pháp, phi đạo đức, không được tạo ra bằng công sức của bản thân mình thì sớm muộn gì sẽ bị tiêu tán mất. Trong đạo Phật có nói, tiền bạc bất chính sẽ bị năm nhà cuốn trôi, đó là nhà lũ lụt, nhà hỏa hoạn, nhà trộm cướp, nhà vô quan tịch thu và nhà con cái bất hiếu phá sản, cùng những tai họa bất ngờ khác. Tiền có thể mua được hạnh phúc hay không? Trong kinh kệ nhà Phật, người Phật tử ngoài việc tu tập tích đức hành thiện thì có quyền làm giàu. Nhiều người cho rằng làm giàu có tiền bạc rủng rỉnh là có được mọi thứ trên đời, thậm chí có cả được hạnh phúc. Nhưng đó có phải là sự thật hay không? Có thật là khi có tiền trong tay, ta sẽ được hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương chân thật hay không? Dân gian ta có câu, còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Tiền bạc chi phối nhiều mối quan hệ trong xã hội, tạo ra quyền lực ảo, nhưng chưa chắc đã giúp chúng ta có được tình cảm thực sự của người khác. Nhưng nếu cuộc sống thiếu thốn tiền bạc thì sẽ vô cùng khó khăn, khổ sở. Chẳng những cái ăn, cái mặc bị hạn chế, mà khi ốm đau bệnh tật cũng không có cách nào để thoát khỏi cảnh ấy. Khi tiền bạc dồi dào thì đời sống vật chất cũng theo đó mà sung túc, sức khỏe được cải thiện ít nhiều, khi không phải chịu khổ sở về vật chất, mệt mỏi về tinh thần. Đức Phật có dạy rằng con người ai cũng có quyền làm ra tiền bạc bằng chính mồ hôi nước mắt của bản thân, dùng sự siêng năng cần cù vận dụng trí óc để tạo ra tiền bạc, từ đó gây dựng cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc. Theo lời Phật dạy, hạnh phúc trong cuộc sống không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản hay có quyền lực lớn đến mức nào, mà hạnh phúc nằm ở sự tự do, tự tại, sự thanh tịnh ở tâm hồn, khi không bị lòng tham lam, sân hận, si mê, thù ghét làm cho dẫn đục. Đức Phật có nói rằng thiểu dục tri túc, có nghĩa là giảm bớt tâm tham và biết thế nào là đủ. Biết đủ không có nghĩa là ăn phận thủ thường, chấp nhận số phận mà không có ý thức cầu tiến, không muốn phấn đấu. Biết đủ ở đây là hoan hỷ với bất cứ kết quả nào mà chúng ta nhận được sau khi đã vận dụng hết khả năng và trí tuệ của mình để thực hiện, đã nỗ lực hết sức mình. Tiền bạc và của cải không đồng nghĩa với hạnh phúc.
Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết đủ, biết hài lòng với hiện tại, biết trân trọng những gì mình đang có trong tay, chứ không phải là đứng núi này trông núi nọ, đòi hỏi mình có được những thứ mà người khác đang sở hữu. Hạnh phúc thực sự vốn chẳng thể nào mua được bằng tiền, cũng chẳng thể bán hay đổi hạnh phúc lấy tiền bạc chi tiêu. Ai có suy nghĩ dùng tiền bạc để mua hạnh phúc thì người đó đã hoàn toàn sai lầm. Tiền bạc chỉ có thể tạo dựng tiền đề của hạnh phúc mà thôi. Người hạnh phúc chưa chắc đã có nhiều tiền, mà người có nhiều tiền thì cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Trong kinh Phật có câu, ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả những nỗi đau, những khổ cực hay tội ác trên thế gian đều bắt nguồn từ dục vọng, từ ham muốn quá độ, từ lòng tham lam mà sinh ra. Đạo Phật cho rằng, con người vẫn có thể đạt được hạnh phúc ngay cả khi sự tiêu thụ vật chất là tối thiểu, tức là không cần quá nhiều tiền bạc, chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc trên đời này. Biết hài lòng, biết đủ với cuộc sống của mình, chúng ta sẽ không còn chịu sức ép của lòng tham, không còn thấy căng thẳng hay tiếc nuối về quá khứ đã qua, không quá trách cứ bản thân vì làm việc không được như ý. Phật dạy ta thiểu dục tri túc chính là muốn Phật tử trân quý những gì mình đang có trong tay, không cố công theo đuổi những gì nằm ngoài tầm giới, khiến mình trở thành kẻ khổ sở như đang khát mà uống nước biển, càng uống lại càng bị cơn khát dày dò. Vậy, làm ra nhiều tiền để làm gì? Có lẽ mọi người đều đồng ý rằng kiếm tiền không phải việc dễ dàng. Nhưng việc tiêu tiền sao cho đúng cũng chẳng kém phần khó khăn. Làm thế nào để tiêu tiền cho đúng, cho hợp lý? Làm ra nhiều tiền để làm gì? Trong lời Phật dạy về tiền bạc, không có lời nào rõ ràng về việc mọi người dùng tiền để làm gì. Đức Phật không áp đặt bất cứ điều gì giúp việc kiếm tiền và tiêu tiền của mọi người, miễn sao những đồng tiền đó trong sạch và đúng đắn. Kinh Phật có chép lại rằng, thọ dụng chân chính là quan điểm của Đức Phật về cách sử dụng tiền bạc. Có thể hiểu nôm na rằng, đồng tiền làm ra nên dùng để mang lại lợi ích cho bản thân mình và người khác nữa. Đức Phật có răng rằng, tiền bạc có được bằng việc làm chân chính thì phải biết cách giữ gìn, không để thất thoát. Nên cân đối chi tiêu, chớ nên tiêu xài hoang phí đồng tiền mình đang có, càng không nên tiêu vượt quá khả năng chi trả của mình. Tuy nhiên, đồng tiền làm ra cũng cần phải chi tiêu cho những nhu cầu trong cuộc sống. Nếu làm ra nhiều tiền mà không dám tiêu xài vào những việc có ích, những việc cần thiết thì lại quá ra bủn xỉn keo kiệt, tự làm khổ bản thân mình. Trong đạo Phật có răn dạy mọi người nên tận dụng mọi khả năng của mình để mang đến hạnh phúc cho chính mình và cho người thân, cho cộng đồng, đất nước và cho cả thế giới nữa. Trước tiên, tiền bạc làm ra là để cải thiện đời sống cho chính bản thân mình, mang đến niềm vui, an lạc cho cha mẹ, vợ con và những người thân thiết khác. Khi đã thỏa mãn lợi ích cá nhân thì phải nhớ đến những người khác ở bên mình. Đó có thể là bạn bè, là đồng nghiệp, là đối tác, những người đã góp phần ít nhiều và công sức giúp mình có được tiền bạc. Theo lời Phật dạy, chúng ta không thể chỉ sử dụng tiền bạc cho riêng lợi ích cá nhân, mà còn nên dùng cho lợi ích cộng đồng nữa. Nếu dùng tiền bạc cho lợi ích cá nhân, thì chỉ có thể thiết lập được hạnh phúc ở hiện tại. Còn khi chúng ta dùng tiền bạc cho cộng đồng, thì có thể thiết lập được cả hạnh phúc ở tương lai nữa. Nói như vậy không có nghĩa là dùng tiền bạc để mua hạnh phúc, mà là dùng tiền bạc trong khả năng có thể của mình để giúp đỡ người khác, để cứu vớt những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tiền nhiều để làm gì ư? Nếu đã chi tiêu đủ cho bản thân, cho gia đình, thì có thể dùng tiền đó để quyên góp từ thiện, để hành thiện tích đức, góp thêm phần công đức cho bản thân và gia đình sau này.
tiền bạc là vật ngoài thân. Có người ta chỉ có thể dùng tiền lúc còn sống, chứ chẳng thể mang theo khi đã chết. Phật tử mất nhiều công sức để kiếm tiền chân chính, thì cũng phải học cách sử dụng tiền bạc đúng pháp để đem lại lợi ích cho bản thân và mọi người trong xã hội, để tạo phúc cho đời này và cả đời sau nữa. Khi chúng ta biết cách sử dụng đồng tiền chân chính, thì tiền bạc chính là người đầy tớ tốt, giúp chúng ta có được cuộc sống ấm no, đủ đầy, giúp chúng ta có thể đưa tay nâng đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Còn nếu để đồng tiền trở thành chủ nhân, thì con người chúng ta sẽ trở thành đầy tớ cho nó, bị sức mạnh của đồng tiền chi phối, dám làm tất cả mọi điều tội lỗi chỉ để có tiền, để mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình. Theo lời Phật dạy, tiền bạc không chỉ để chúng ta thỏa mãn đời sống vật chất, mà còn phải biết cách làm cho đời sống tinh thần được thăng hoa. Có thể dùng tiền bạc mình kiếm được để cúng dường Phật pháp, giác ngộ, chánh niệm, từ đó mở lòng từ bi, biết thương xót muôn loài, không còn ganh đua, hận thù, sân hận, tàn sát lẫn nhau. Không phải cứ có tiền mới làm được việc thiện. Điều này phụ thuộc vào cách quản lý tài chính, cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc của mình. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Tiêu cho những thứ gì đáng tiêu, đừng lãng phí cho những thứ không cần thiết, rồi đến lúc cần thì chẳng có tiền trong tay. Nếu không biết cách tiêu tiền, để bản thân nợ nần chồng chất, để mình tán gia bại sản, tức là tự đẩy mình vào địa ngục. Khi học được cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan, biết cách tiêu tiền đúng đắn và hợp lý, biết dùng tiền để làm việc nghĩa, thì nghĩa là biết tạo phước báo cho mình ở kiếp này và kiếp sau nữa. Cuộc sống sẽ an lạc, hạnh phúc khi chúng ta biết đủ, biết sử dụng đồng tiền chân chính và sẵn sàng tạo ra lợi ích cho người khác. Đạo Phật đề cao luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Gieo nhân tốt thì sẽ có được quả lành. Phước đức sẽ còn đó cho mình, cho gia đình và cho cả con cháu đời sau nữa. Bởi chừng kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu giống dù thênh thang. Phật dạy, sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền. Trong cuộc đời, có sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói càng tốt. Theo lời Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức, nhất là lời thứ sáu trong đó. Hãy cùng xem bạn có lỡ sai phạm điều gì không, để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn ngữ, hành động hay không? Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện. Có những lời nên nói, nhưng cũng có những điều tuyệt đối nên tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm sương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy, có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta thêm phúc đức, ngược lại nói ra sẽ khiến ta tạo khẩu nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là quả từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng.
Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên tu chí làm ăn. Thứ nhất đó là lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ, không có thông tin chính xác, đều là lời nói sằng bậy, dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải thì cũng phải nhanh chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong năm điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kinh Chánh Niệm Xứ có viết: thực vi đệ nhất thiện, vọng ngữ đệ nhất ác. Câu này có nghĩa là nói lời chân thực là việc hàng đầu, nói lời dối trá là việc ác hàng đầu. Đức Phật dạy, nói dối chia làm bốn loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là bốn loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này mà tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh, vì thế cần phải tránh xa. Cho dù lời nói dối đó không có ác ý mà nhằm mục đích đùa vui thì cũng gây ra nghiệp quả không tốt. Bởi những lời nói đó khiến chủ nhân lời nói quen với thói xấu ấy, cũng làm cho mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Hay có những người vì hãm danh, thích địa vị nên cứ khoe khoang. Họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân, khiến cho người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là nghiệp ác tự tạo, chỉ vì sở thích hãm danh đem lại. Dù nhằm mục đích tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là dối ít hay là dối nhiều, nói dối có hại hay là nói dối không hại người. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Thứ hai, lời nói đưa chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi, ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn phúc khí của chính mình, khiến cho cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có ba điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có ba điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu có bốn điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thập. Chỉ có miệng là chiếm bốn điều ác trong 10 điều ác. Từ đó, chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành, ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý đến khẩu nghiệp. Trong đó, cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống như thế.
Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì, chúng ta đều cho là đúng. Còn người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm, bất kể ra sao, đều không hợp ý ta. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là, chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Đúng và sai, nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được. Bởi dù thế nào cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta trong đó. Chúng ta học Phật nhất định phải học được chân thực, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành bốn ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta cho việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự, bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên, có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Có thể nhân duyên chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường, học Phật phải cố gắng kết duyên tốt, trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác. Phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu làm được như vậy, thì không nói lời thị phi chẳng khó gì. Thứ ba, lời nói tiêu cực, than phiền. Phật dạy rằng, những lời tiêu cực oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng, nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết. Bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn ra đi, chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà họ quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, bớt ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì.
vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách sao cuộc đời mình không may mắn như người ta. Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này, than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng sẽ mang lại lợi ích gì. Thứ tư, lời nói ác độc làm tổn thương người khác. Cổ nhân thường nói, lương ngôn nhất cú tam đông đoạn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Câu này mang ý nghĩa là một câu lương thiện thì ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành. Còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác vẫn tự cho mình là kế hay, nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng sẽ có người khác lừa dối lại bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác gây tai họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những cảm xúc buồn bã. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên bảo đúng thời đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, những lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng, có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi, ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói, nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm gian là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn
chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc mắng nhiếc người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc ác nhân cho chính bạn. Ác nhân, ác sinh ra ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. Thứ năm, nói xấu người khác. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và tưởng chừng là vô hại. Đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy, là chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Có nhiều nguyên nhân của hành động này. Chẳng hạn, khi chúng ta tức giận người khác, chúng ta thường nói xấu họ. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ, muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá cao như người kia. Việc nói xấu người khác khiến chúng ta thành một người thường gây ra sự bất hòa. Dần dà sẽ chẳng còn ai muốn tâm sự với chúng ta vì lo sợ chúng ta sẽ nói với người khác, thêm thắt những lời đánh giá của ta khiến cho họ bị xem là không tốt. Chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt thường là những suy nghĩ độc hại, bóp méo thế giới quan của chúng ta, khiến ta nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa. Khi ta nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này. Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan. Bởi vậy mà trong cuộc sống chúng ta nên hạn chế. Nếu được thì không nên buông chuyện sau lưng người khác. Buông chuyện về người khác là mắc vào một trong những điều cấm kỵ trong nhà Phật, đặc biệt là nói xấu người khác sau lưng hoặc chê bai người khác đều là cách gieo nghiệp xấu cho mình. Phật dạy rằng nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian, còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Thứ sáu, lời nói bất kính với cha mẹ. Người xưa đã dạy rằng trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Câu này khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, xin đi xin lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Rồi công ơn dưỡng dục của cha, đời này kiếp này làm sao trả hết. Bởi thế, Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất
vốn không phải bạc vàng chất núi, mà chính là cúng dường cha mẹ. Và từ ngàn xưa, thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn, đối với một người con được gọi là hiếu đạo, thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều kiện thiếu thốn về vật chất, luôn luôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiền tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo, là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ, nói lời bất kính với đấng sinh thành, sẽ chịu quả báo. Dù phúc báo có gây dựng bao nhiêu, cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy: điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Còn trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trong Ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau: người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa vào địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Nếu thường nói lời bất kính hay làm trái ý cha mẹ thì phải cẩn thận, bởi sẽ làm tổn hại đến vận may của mình nhiều nhất. Theo quan điểm Phật giáo thì cha mẹ là phước báo lớn nhất. Nhân ác lớn nhất cũng sẽ mang lại quả ác nặng nề nhất. Cho nên cố gắng đừng nói những điều bất kính với cha mẹ. Người xưa có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, thận trọng cân nhắc điều gì nên nói, điều gì nên không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí là rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói lời ác khẩu hay làm chuyện hại người. Chính bạn, chứ không phải ai khác, sẽ phải gánh nghiệp của mình. Hãy để cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa và chất lượng. Bớt những lời nói xấu xa, tiêu cực, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng có lúc gặp những khó khăn trở ngại. Những lúc như vậy, chúng ta cần được người khác giúp đỡ để vượt qua những khó khăn thử thách. Giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, tình yêu thương cần phải chia sẻ, giúp đỡ cho nhau, dù là nhỏ bé, nhưng nó sẽ mang lại những thành tựu vô cùng to lớn. Cho đi yêu thương sẽ nhận về những yêu thương, đó chính là quy luật tồn tại bao lâu nay của cuộc sống, là quy luật nhân quả của xã hội con người. Chúng ta cho đi cũng như ta gửi tiền vào ngân hàng vậy đó. Ngân hàng ở đây là ngân hàng nhân quả, rất an toàn, bảo đảm, để rồi một ngày nào đó khi hữu sự cần đến sẽ chiêu cảm đầy đủ những điều kiện thuận lợi, thành tựu mọi việc. Vậy ngay hiện tại, chúng ta hãy thường xuyên gieo trồng công đức
để cho tương lai có những quả trái tốt đẹp. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn trao đổi cùng quý vị và các bạn xung quanh vấn đề buông bỏ tham muốn, học cách cho đi, đó là cách thoát khỏi phiền não. Có một vị đệ tử hỏi thầy của mình rằng: Bạch thầy, con không biết bố thí và cúng dường khác nhau như thế nào? Thầy đáp rằng: Thực chất thì là một. Bố thí có nghĩa là tặng, là cho đi. Vì Phật là bậc trên giai chế của chúng ta, nên để cung kính, mình nói là dâng cúng cúng dường. Nhưng con nên nhớ rằng, bất kỳ hành động bố thí nào cũng phải làm với lòng thành thật và cung kính. Người học trò gãi đầu hỏi tiếp: Bạch thầy, như vậy thì bố thí cho chúng sinh có được công đức bằng với sự cúng dường chư Phật hay không? Thầy cười và đáp rằng: Bố thí hay là cúng dường là cách con phát triển bồ đề tâm. Nếu con tính toán công đức nhiều ít, tức là chưa được rốt ráo. Cái gì mà con có thể tính toán thì thuộc pháp hữu vi, sinh diệt, chẳng phải pháp rốt ráo vô lậu. Bởi thế cho nên, vô tâm thị đạo, có nghĩa là khi con tu hành phải giữ lòng vô tâm, tức là khỏi lòng không mong cầu, không vướng bận, chẳng tính toán, chẳng sợ hãi, lo toan. Nếu chúng ta giữ tâm như vậy, tức là giữ đạo. Mà đạo nào phải là thứ gì xa xôi đâu, chính là bồ đề tâm đó con ạ. Trò dường như có chỗ tỉnh ngộ. Một chập lâu sau, trò nhịn không được lại hỏi tiếp: Tuy nói tu thì chẳng nên mong cầu công đức, phải vô vi tự tại, nhưng xin thầy nói cho con nghe phước báo của việc cúng dường ra sao? Thầy khẽ đầu trò cười đáp: À, con đúng là tham lam không có chừa, vẫn ham công đức, chẳng biết vô tâm tu hành. Thôi được, nếu con muốn biết thì ta cũng chiều lòng con vậy. Tổ sư Tông Mật có dạy rằng, cúng hoa sẽ được dung mạo tuyệt đẹp như Phật. Cúng hương nhang thì được quả báo với luật viên mãn, thơm phức. Cúng đèn đuốc thì tâm trí sẽ được minh mẫn sáng suốt. Cúng vọng ngọc sẽ được phước báo luôn đầy đủ, mọi thứ trang nghiêm. Cúng màng sẽ đắc được năng lực làm mưa xuống ngọc ngà, tức là vô số châu báu để giúp đỡ những người nghèo khó. Cúng chuông khánh thì được mọi người quy kính tôn trọng. Dùng lời ca tiếng hát cúng dường thì sẽ được nghe pháp âm vi diệu. Đó chỉ là những cách cúng dường cơ bản nhất. Còn phải nhớ, tu hạnh gì mình cũng phải hồi hướng cho chúng sinh, không nên tu để ôm công đức riêng cho mình. Qua cuộc đối đáp của hai thầy trò, chúng ta có thể thấy bồ đề tâm là tâm hướng đến sự giác ngộ, thấu cảm và từ bi vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Tâm bồ đề sẽ thúc đẩy chúng ta hành động để đạt được quả vị Phật và mang lại lợi ích cho chúng sinh thông qua các biểu hiện, các phương tiện khéo léo. Đó là một cảm giác, động cơ muốn thay thế những đau khổ của người khác bằng hạnh phúc. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Đức Phật dạy Bồ Tát Địa Tạng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ, quan chức lớn, hàng đại trưởng giả. Nếu gặp kẻ nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền, câm, ngọng, điếc, mù, mà có thể đủ tâm từ bi, lại có lòng vui vẻ, tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi, thì các vị đó sẽ được phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho trăm hằng hà sa chư Phật. Vì sao? Vì các vị đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ nghèo cùng và tàn tật. Phước lành được hưởng quả báo đó là trong trăm nghìn đời được hưởng đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những vật để thọ dụng như y phục, đồ uống, ăn. Như vậy, bố thí cho chúng sinh như thế, với tấm lòng kính trọng thương yêu, công đức cũng bằng cúng dường không phải chỉ cho một vị Phật, mà cho hằng hà sa chư Phật. Do đó, có những người không theo đạo Phật, không cúng chùa, chỉ lo bố thí cho người nghèo, với tâm yêu thương, thực sự cũng được phước lợi lớn. Thế nhưng, để thành tựu được công đức lớn nhất, đó chính là bố thí pháp. Ví như chúng ta chưa có khả năng giảng thuyết như quý thầy, quý sư cô,
thì ta có thể ấn tống kinh sách, chia sẻ các bài giảng, các chương trình như ca nhạc Phật giáo lên Facebook, YouTube. Được như thế là ta đã góp phần mang lời Phật dạy đến mọi người, cũng dần thực hiện được pháp thí. Là người học Phật, chúng ta nên tu cho mình và cho người. Thí dụ như trong đại dịch COVID-19 vừa qua, chúng ta đã tự bảo vệ bản thân mình bằng các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế, cũng như thực hiện theo yêu cầu của chính phủ. Ta để cho tâm mình bình tĩnh và sẽ chia thông tin cần thiết đến mọi người. Quý vị bảo vệ sức khỏe cho mình cũng là bảo vệ sức khỏe cho người vậy. Trường hợp mình chưa đủ khả năng về tài chính, kinh tế để tặng cho người, thì cũng có thể trao cho họ bằng cách như nở những nụ cười tươi, hoan hỷ. Nếu tâm ta chân thiện, dù không có một đồng làm từ thiện, nhưng một nụ cười hay một lời khuyên chân thành, khích lệ, an ủi, động viên, ấm áp cũng đủ để tích phước cho mình. Và khi trao tặng cho người niềm vui, sự không sợ hãi, vân vân, là ta đã thực hiện sự thí vô quý mà Phật đã nói rồi. Cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Không những trong đời hiện tại mà nhiều đời vị lai, những công đức phước báo đó sẽ còn hoài còn mãi, cho đi là phương tiện để ta gieo bòn phước đức. Mọi việc chúng ta làm đều tuân theo luật nhân quả. Cho dù chúng ta cố lừa dối ai đó thì cũng chẳng thể lừa dối được chính mình. Dù làm việc gì cũng hãy tin rằng có một đôi mắt to luôn luôn nhìn chăm chú vào chúng ta, ghi nhớ tỉ mỉ hết thảy từng ý, từng niệm, từng hành vi thiện và ác của chúng ta. Vì thế, thay vì làm điều xấu, hãy làm điều tốt giúp mọi người. Theo lời Phật dạy về giúp đỡ người khác, thì chúng ta đều có thể giúp mọi người trong khả năng của mình. Không cần phải quá cầu kỳ, quá lễ nghi. Mọi người ngại giúp đỡ là vì họ sợ mất nhiều tiền, sợ liên lụy lớn. Thực ra, giúp đỡ người khác là giúp đỡ cho chính mình. Sau đây là có một câu chuyện thứ nhất. Một hôm, có một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên người bạn của sinh viên, vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta, rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ của ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày của mình." Vị giáo sư ngăn lại: "Này anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để mà trêu chọc, mua vui cho bản thân mình. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đó. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng của ông ta ra sao." Người sinh viên làm y như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc, người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong. Ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt của ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ, ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông nhìn thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn. Người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động.
nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa hay không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói mà trước đây em không hiểu. Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về." Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Có một câu chuyện về một chàng trai trẻ muốn khởi sự kinh doanh. Chàng trai muốn mở một cửa hàng trên con phố nơi mình sinh sống. Anh đưa ý định này ra hỏi ý kiến bố của anh, một người từng trải trên thương trường, nay đã lui về nghỉ ngơi. "Con muốn mở một cửa hàng kinh doanh ở đây, liệu có thể được không?" Người bố nhìn con. Khu phố của mình cũng đã có khá nhiều cửa hàng với đa dạng chủng loại hàng hóa. "Con muốn thành công phải tạo nên sự khác biệt. Hãy suy nghĩ và làm gì đó cho những người dân quanh đây trước đã." Chàng trai trẻ ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Con phải làm gì trước đây à?" "Cha cho con một gợi ý nha." Người cha suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện cần làm thực sự rất nhiều. Thí dụ như lá rụng ngoài đường, rất ít khi có người quét dọn. Còn nữa, có rất nhiều người cần sự giúp đỡ lặt vặt. Nếu có thể con hãy dang rộng đôi tay giúp họ một chút." Chàng trai trẻ tuy bán tín bán nghi, nhưng vẫn quyết định làm theo lời của cha mình. Mỗi sáng, anh đều cố gắng dậy sớm quét dọn đường phố, trợ giúp những người cần giúp đỡ, thậm chí khiêng vác giúp những người già cả. Ai có khó khăn cần sự giúp đỡ, anh nghe thấy đều sẵn sàng đến giúp. Không lâu sau, mọi người trên khắp con phố này đều đã biết đến anh. Nửa năm sau, chàng trai chính thức treo biển mở cửa hàng kinh doanh. Điều khiến anh kinh ngạc là khách hàng đến khá đông, kẻ gần người xa đều đã trở thành khách hàng quen thuộc của anh. Thậm chí những người già cả ở bên kia con phố sẵn sàng bỏ qua cửa hàng ngay gần chỗ họ mà không ngại chống gậy đi một quãng xa để đến cửa hàng của anh để mua đồ. Anh hỏi họ rằng: "Trước cửa nhà ông vốn có cửa tiệm, tội tình gì mà phải bỏ gần cầu xa đến thế?" Họ cười nói rằng: "Chúng tôi đều biết cậu là người tốt, đến cửa hàng của cậu mua đồ chúng tôi mới yên tâm." Về sau, anh này còn giao hàng đến tận nhà khách hàng. Ngoài ra, anh cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động công tác xã hội từ thiện. Biết được ai đang gặp khó khăn, anh cũng đều sẵn lòng giang tay giúp đỡ. Việc làm ăn ngày càng tốt lên, anh tiếp tục mở ra thêm vài chi nhánh, đại lý ở bên kia đường phố và những con phố khác quanh vùng. Cho đi mới được nhận lại. Đó là bài học đầu tiên cho những ai bắt đầu bước vào kinh doanh. Học cách cho đi, chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Kính thưa quý vị và các bạn, nổi giận là bản năng, làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết, không phải là thẳng tính, mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc trước khi phát ngôn. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến cho người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới này, sớm hay muộn gì bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Đó là nội dung trong câu chuyện "Học cách kiểm soát bản thân, làm chủ cuộc đời". Hạnh phúc không đến từ sự so bì mà phải dùng tâm để cảm nhận. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng. Bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông. Một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng 6. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành thì càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến cho bạn dục mất người bạn yêu thương nhất.
Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu. Người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. Bình an ngự ở chốn nào? Phải chăng xa vắng ồn ào? Lặng im ngay nơi sáo động nhiễu phiền. Nếu tâm tĩnh lặng, bình yên chính là. Này bạn, khi vui thì đừng vui quá, vì sẽ đến lúc buồn. Còn lúc buồn thì đừng quá buồn, vì sẽ có khi vui. Tiến lên một bước mà đánh mất mình thì bạn ơi, nên dừng lại. Bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước hay nhiều bước nữa cũng chẳng sao đâu. Những giá trị mà cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới chỉ là tương đối thôi. Hai chữ thành công trong tương lai mà xã hội loài người mặc định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của bạn vào trong ngục thất. Có nghĩa gì đâu khi ta mãi bắt bóng đuổi hình mà để cho hiện tại bị rơi khuất trong thế giới lãng quên. Một hôm hồn an, tình quay trở về với thân. Thở vào ra dừng lặng, nghe đời vui trong ngần. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Sau đây là 7 thái độ của người biết sống. Thứ nhất là suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ định hình con người chúng ta, tức là ta nghĩ mình như thế nào thì ta sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc sống sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống này thành niềm vui riêng cho bản thân mình. Thứ hai đó là thấu hiểu bản thân. Biết người tức là thông minh, biết mình tức là giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn có ý nghĩa hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm của mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó chúng ta nên tập thiền định để hiểu bản thân, biết được bản thân thích gì và cần làm gì để thỏa mãn những điều mình thích, chính là cách giúp bạn sống vui hơn mỗi ngày. Thứ ba, thay thế đố kỵ bằng sự ngưỡng mộ. Còn đố kỵ với thành công của người khác thì tâm của bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó hãy đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản sẽ giúp cho bạn có thể lấy cái tốt của người khác làm gương cho mình, từ đó có động lực phấn đấu. Đố kỵ chỉ làm lòng của ta bị giấy bẩn, thậm chí tự khiến mình biến chất trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới được. Thứ tư đó là tìm kiếm sự thanh tịnh ngay trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống này. Ta thường tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài mà không hay biết rằng sự thanh tịnh thật ra nằm ở trong tâm của chúng ta. Nếu tâm ta bớt tham, sân si, bớt ganh đua ghen ghét, tự khắc sẽ cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, thấy cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng làm sao. Thứ năm đó là làm chủ cơn giận. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân của bạn. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ rằng điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn đang tức giận, bởi vì giận quá thì mất khôn. Dễ nói ra những lời nặng nề làm tổn thương người khác, làm đổ vỡ những mối quan hệ. Thứ sáu đó là nhân từ với tất thảy mọi người. Người sống luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với người yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Thế cho nên, hãy biết động lòng trắc ẩn với mọi người từ hôm nay. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Chỉ có họ mới thấu được mà thôi. Hãy sống nhân từ để yêu thương đồng cảm với họ. Khi luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ, đời bạn sẽ luôn đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo.
tâm can của bạn được thanh lọc bởi những hành động tốt đẹp bạn dành cho người khác. Thứ bảy đó là tùy duyên. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình cả. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt cái gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng nữa. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh được. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Tình tiền danh lợi ngàn năm, kiến bò miệng chén, kiếp tầm trói trăng. Ai chưa xuyên suốt hồng trần thì thôi cứ tiếp đánh dần mộng mơ. Khi con sống dập bơ phờ, thoạt nhiên đại ngộ bên bờ khổ vui. Tiếp theo là cách sống do chính ta chọn. Ta chọn chân thành và lời nói thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá trái với lương tâm chỉ dùng tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thực sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu quả. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỳ lụy, mà vì không nhất thiết phải dứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa là ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ tính bổn thiện, làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oán ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội mà thôi. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn thì chính sự lành. Nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà là vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời này, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn có một nguyên nhân khác nữa, là không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều, dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Sau đây là chín bí kíp giữ tâm hồn bình yên. Thứ nhất là tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực. Thứ hai là đừng ôm ấp hận thù và giận dữ, học cách quên lãng và biết tha thứ. Thứ ba là đừng ganh tị với người khác. Thứ tư là hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. Thứ năm, hãy học cách kiên nhẫn hơn và tha thứ, bao dung hơn với con người và sự việc. Thứ sáu, đừng nhìn sự vật sự việc với quan điểm cá nhân phiến diện từ một phía. Thứ bảy, đừng chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên hiện tại và làm ảnh hưởng đến tương lai của mình. Thứ tám, học cách thả lỏng tinh thần trong một ngày. Hãy dành ít nhất 10 phút để nhìn lại ngày qua và thư giãn tinh thần giữa dòng sống hối hả này. Thứ chín là cách thả lỏng thư giãn hay nhất là đi thiền hành mỗi ngày. Khi tâm được thanh thản, thân sẽ nhanh chóng phục hồi năng lượng, thư thái, bình an. Hãy nhớ là không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. Bởi đời là cõi tạm, nên sống thật với nhau. Nếu kiếp người trôi mau thì oán thù dừng lại. Bởi không gì tồn tại nên giận hờn bỏ qua. Nếu lòng mình vị tha thì nỗi sầu tan biến. Bởi không gì lưu luyến nên đừng buộc ràng thêm. Nếu có ngày và đêm
thì mê rồi phải ngộ. Bởi mong đời dễ dở nên quý trọng hôm nay. Nếu thế sự dần xoay thì ngồi yên tĩnh lặng. Bởi lòng người sâu thẳm nên đừng cạn nghĩa ân. Nếu mang nặng nghiệp trần thì buông rời vọng tưởng. Bởi tham cầu danh tướng nên quán niệm vô thường. Nếu ai còn tha phương thì nhớ về nguồn cội. Bởi ai còn nông nổi nên nhớ lấy lời xưa. Nếu ai đi trong mưa thì thấm đời gian khó. Bởi yêu trong giông gió nên hiểu tình long đong. Nếu sắc tức thì không thì vô cầu vô niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.